Sau một năm với bao mất mát, khó khăn vì đại dịch Covid-19, thế giới đón chào năm 2022 với đôi chút khác biệt so với mọi năm. Một số quốc gia bất chấp dịch bệnh vẫn tổ chức lễ countdown hoành tráng, hồng cầu mong một năm mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, nhiều quốc gia không tổ chức lễ countdown rầm rộ như mọi năm. Thay vào đó, mọi người đón năm mới tại nhà qua màn hình, lạc quan về một năm mới 2022 bình an, sung túc, thành công. Bất chấp số ca Covid-19 tăng mạnh, giới chức Australia khuyến khích người dân ra ngoài và tận hưởng sự kiện chào năm mới. Do đó, hàng người đổ về cầu cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa truyền thống kéo dài 12 phút chào đón năm mới. Hơn 6 tấn pháo hoa đã được bắn để chào đón khoảnh khắc giao thời đặc biệt này. Tại Hồng Kông, lần đầu tiên sau 2 năm, lễ hội hòa nhạc đêm giao thừa được tổ chức trở lại. Buổi hòa nhạc đặc biệt này được tổ chức lần đầu từ năm 2018, tới năm 2019 phải hủy bỏ do những biến động chính trị ở Hồng Kông. Năm 2020 vẫn tiếp tục bị hủy bỏ do dịch Covid-19 bùng phát. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Anh đã hủy bỏ một số sự kiện như màn bắn pháo hoa lớn tại khu vực trung tâm thủ đô London. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều sự kiện nhỏ diễn ra để chào mừng năm mới 2021, trong đó phải kể đến màn trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái trên bầu trời đêm tại trường hải quân hoàng gia cũ Old Royal Naval College ở London và màn trình diễn laser phía trên thiên niên kỷ Bắc qua sông Thames. Trong đêm giao thừa, Pháp chiếu sáng tháp Eiffel bằng cờ EU để mừng năm mới 2022 và đánh dấu việc Pháp chính thức nhậm chức chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng đầu năm 2022. Người dân Pháp dường như quên đi một năm đầy biến động của thế giới, họ tụ tập ở Khải Hoàn Môn để chào năm 2022 như mọi năm. Truyền thông Hàn Quốc phát sóng cảnh thị trưởng Seoul, Oh Si-hun và một số quan chức khác rung chuông chào mừng năm mới. Tuy nhiên, đây là thước phim được ghi hình trước từ hôm 29 tháng 12, do lễ hội này đã bị hủy bỏ vì lo ngại dịch bệnh. Đây là năm thứ hai liên tiếp, lễ rung chuông giao thừa hàng năm của Seoul bị hủy bỏ do đại dịch. Nga, quốc gia có 11 múi giờ, luôn đón giao thừa theo những cách đặc biệt. Năm nay, quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow đã bị đóng cửa để ngăn chặn việc đám đông tụ tập có thể khiến tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng. Mặc dù chưa chính thức bước qua thời khắc năm mới, nhưng một số nơi ở Mỹ đã bắn pháo hoa và tổ chức các lễ hội chào năm mới. Mặc dù dịch bệnh nhưng người dân vẫn đổ ra đường chờ đến khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.